Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các em ở trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm giác khó chịu nhất chắc là cảm giác mà khi đã quay một cái clip cực kỳ là hoàn chỉnh rồi mà cuối cùng thì lại không thể lưu được. Không biết là nó bực bội đến như thế nào. Và đúng đấy, đúng là chị đã có cái cảm giác như thế, cực kỳ là mệt mỏi. Khi mà đã quay rất là hoàn chỉnh, đã phát rất là hoàn chỉnh rồi mà cuối cùng thì lại không lưu được. Nên là chị đành phải làm cách này, là phải buộc lòng là phải quay trở lại cùng với các em ở trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Mặc dù là vừa rồi chị đã nói ra xả gần một tiếng đồng hồ. Rất là mệt mỏi, rất là mệt nhọc. Được không ạ? Các bạn thân mến, kiến thức thì chị đã ghi hết ở đây rồi. Nên là cũng chị cũng sẽ nói với các bạn chắc là sẽ nhanh hơn, không tốn một tiếng đồng hồ nữa. Bởi vì một tiếng đồng hồ vừa rồi đã cực kỳ là mệt nhọc. Cuối cùng là không làm gì được. Trời ơi, chị không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả cho đúng nữa. Các bạn yêu quý, buổi trước chúng ta đang cùng nhau đi tìm hiểu một tác phẩm. Đó là tác phẩm mà chị nói với các bạn rằng là nó là một câu chuyện cổ tích tình yêu, phải không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi tìm hiểu về câu chuyện cổ tích tình yêu này. Là một câu chuyện mà đưa tới cho chúng ta một thông điệp. Đó là hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả lại sau lưng. Bởi nói như nhà văn Nguyễn Khải thì sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ, hy sinh. Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Và điều cốt yếu là chúng ta phải có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới đó. Bản thân chúng ta mỗi người luôn luôn tự có cho mình một cái giới hạn, phải không ạ? Chúng ta luôn luôn tự có cho mình một cái giới hạn. Và bản thân chị thì nghĩ rằng là ai thì cũng sẽ mong mỏi bản thân của mình có thể vượt được qua những cái giới hạn như vậy. Và ngày hôm nay quay trở lại cùng với các em ở trong truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là bản thân nhà văn Kim Lân cũng đem đến cho độc giả chúng ta những cái câu chuyện về giới hạn như thế nào. Và chị tin là các bạn nhỏ của chị cũng sẽ hiểu về điều này. Đôi khi các bạn cảm thấy rằng là mình không thể nào vượt qua được cái chuyện đó, vượt qua được thử thách đó. Nhưng mà các em cũng thấy rồi đấy, đặt trong cái bối cảnh vào năm 1945, khi mà những người dân lao động của chúng ta ở trong thời điểm lúc bấy giờ đang cảm thấy rất là mệt mỏi, bởi vì cái đói nó giống như một cái lưỡi hái tử thần đấy, nó đi đến đâu nó quét sạch mọi thứ đến đó, thì con người ta vẫn có thứ để mà neo đậu vào, vẫn có thứ để mà biết được rằng là mình cần phải sống và cần trân trọng cuộc sống này hơn, phải không ạ? Và chị tin là các bạn biết câu chuyện này. Ok chưa nào? Các em có còn nhớ không? Ở buổi trước chị đã hướng dẫn cho các bạn về nhân vật gì ạ? À, chị đã hướng dẫn cho các bạn xong về nhân vật chàng, anh cu chàng rồi, đúng không nào? Ngày hôm nay, trước khi quay trở lại với tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, chị cũng xin được mạn phép chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện nho nhỏ như thế này. Là một bài thơ mà chị đã viết khá là lâu rồi, dựa trên những cái cảm xúc của mình khi đọc và tìm hiểu về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Được không ạ? Như thế này. Chúng mình cứ thế cùng nhau viết một tình yêu thật giản đơn lên trái tim, rồi ném nó vào trong những khoảng trời xanh thẳm. Hôm qua, hôm nay và cả những ngày sau xa lắm, em vẫn sẽ ở đây, nhất định ở đây, đợi một người. Những nụ cười, nước mắt, hạnh phúc và khổ đau, bao nhiêu những tủi hờn trong nhau, rồi sẽ bay đi theo cơn gió. Em chẳng sợ, dẫu chuyện mình rất nhỏ, cứ bên anh nhất định chẳng rời. Ta sẽ đi một vài nơi, à không, thật nhiều nơi anh nhé. Vì chúng mình vẫn đang còn trẻ và có thật nhiều tình yêu. Ừ thì ta nhất định cứ liều, nắm tay nhau vượt qua ngàn sóng gió. Có đôi khi nước mắt rơi chẳng ngò, em nghẹn lòng rồi mọi chuyện ổn thôi.
Đến với nhau không phải để có đôi. Ta bảo rằng đó là duyên phận. Để cho những xúc cảm này trộn lẫn. Giây phút này đây, hãy cứ để chúng mình sống thật trẻ và trọn vẹn với trời mây. Các bạn yêu quý, chị biết rằng là ở trong cuộc sống của các em sẽ có những câu chuyện xảy ra. Có thể đó là những cái câu chuyện mà nhất định các em cần phải nhìn nó với một cái nhìn thật tích cực và lạc quan. Các em đừng buồn vì đôi khi người phải chịu cảm giác tổn thương là mình. Cũng đừng sợ vì những lúc sợ mình không giữ nổi bình tĩnh mà làm tổn thương người khác. Trong những lúc như vậy, hãy nghĩ về tình yêu. Chị của các em cũng đã vừa bước qua một câu chuyện tình yêu với rất nhiều những cung bậc trạng thái cảm xúc khác nhau. Chị rất yêu một người, nhưng mà chị hiểu rằng mình không thể nào cứ vĩnh viễn và mãi mãi trở thành một nỗi muộn phiền của ai đó, mà đôi khi chúng ta cần phải lựa chọn sự ra đi để chứng kiến sự hạnh phúc của người khác. Suy cho cùng tình yêu là vậy, quan trọng là cả hai cùng được hạnh phúc, đúng không? Các bạn yêu quý, ngày hôm nay thực lòng rất muốn hướng các bạn quay trở về với câu chuyện tình yêu, với sức mạnh diệu kỳ tình yêu chị nhìn thấy trong văn học. Bài thơ vừa rồi sẽ là bài thơ mà chị dành tặng cho chân mệnh thiên tử của mình sau này, khi mà chị tìm được anh ấy. Chị hy vọng các em cũng thế. Dẫu cho có phải đối mặt với cuộc sống nhiều thử thách và khó khăn ở trước mắt, thì các em cũng sẽ tin tưởng một điều rằng là nhất định các em sẽ hạnh phúc, và nhất định chỉ cần nghĩ tới sự lạc quan thôi là các bạn nhỏ của chị có thể gặp được những điều may mắn ở trong cuộc sống này. Hãy nương tựa vào nhau, đừng khinh thường nhau. Hãy đưa nhau tới ánh sáng của sự sống. Đó là những điều mà nhân vật trong tác phẩm Vợ Nhật của nhà văn Kim Lân đã chia sẻ với nhau. Ngày hôm nay, học xong câu chuyện này, chị chỉ hy vọng các em sẽ yêu cuộc đời này bằng một trái tim của những người trẻ luôn biết khoan dung và đồng cảm. Chị hy vọng các em sẽ yêu Kim Lân hơn một chút. Bởi vì chúng ta cũng biết là Kim Lân là một trong gì ạ? Một trong số những cái viết truyện ngắn xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. Chị cũng rất hy vọng các em sẽ tìm thấy được những thông điệp mới mẻ cho bản thân mình. Và dẫu rằng có nhiều khi cuộc đời này khắc nghiệt với các em thế nào đi chăng nữa, thì hãy cứ dùng con mắt yêu đời và trìu mến để đón nhận mọi thứ các bạn nhé. Gửi cho các em muôn ngàn lời yêu thương và lời chúc may mắn bình an. Vì chị tin rằng là các bạn nhỏ của chị nhất định sẽ hạnh phúc thôi. Ở buổi trước chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu, phân tích về tình huống chuyện, phải không nào? Và chúng ta đã cùng tìm hiểu xong về nhân vật những cái người dân ở trong xóm ngụ cư và nhân vật anh cu chàng, phải không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nhân vật người vợ Nhật, ok chưa? Các bạn thấy không? Chị vừa quay xong clip mà, nên là cái phần ghi bài nó đã rất đầy đủ như thế này rồi đây. Và chị sẽ trình bày với các bạn, và các bạn chịu khó theo dõi ở trên này luôn nhá, bởi vì chị đã ghi hết ở đây rồi. Ok chưa nào? Chúng ta thấy rằng là khác với nhân vật anh cu chàng thì chúng ta có nhân vật người vợ Nhật. Đây là nhân vật mà rõ ràng là bản thân Kim Lân khá là kiệm lời, khá là kiệm chữ khi viết về nhân vật này, phải không ạ? Thế nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận đây là một nhân vật mà đóng cái vai trò cực kỳ là quan trọng, đúng không? Rõ ràng là nhân vật này là nhân vật mà được nhà văn Kim Lân xây dựng trên nền của cái khổ, cái đói và cái chết đe dọa thường trực, phải không ạ? Người phụ nữ này là một trong những nhân chứng tiêu biểu cho số phận bi thảm của nhân dân ta trong nạn đói khủng khiếp vào năm 1945. Nếu như các bạn vẫn còn nhớ, thì ở buổi trước chị có nói với các bạn chỉ bằng một cái đoạn văn thôi mà Kim Lân đã gợi ra một cái bối cảnh cực kỳ là đau thương, phải không ạ? Đã gợi ra một cái bối cảnh cực kỳ là đau thương, đã gợi ra một cái bối cảnh mà người ta có thể tưởng tượng là sự ranh giới của sự sống và cái chết. Người ta cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ lại mong manh đến như vậy, đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng là đúng là cái đói nó có một cái sức mạnh ghê gớm. Nó đi qua đến đâu là nó lướt qua đến đâu, là nó khiến cho mọi người mang theo cái lưỡi hái tử thần, có thể sẵn sàng
khiến cho rất là nhiều người chết. Và đó là lý do tại sao mà trong những cái năm tháng ấy, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói, phải không ạ? Và ở đây chúng ta có một nhân vật, là một nhân vật tượng trưng cho cái đói. Đó chính là ai ạ? Chính là người vợ Nhặt, phải không? Chúng ta thấy rằng đây là một người đàn bà vô danh, một người vô danh, phải không ạ? Tại sao chị lại gọi là một người đàn bà vô danh? Và thị bây giờ ấy giống như là một số không tròn trĩnh, không tên, không tuổi, không quê quán, không nghề nghiệp, không tài sản. Gì nữa ạ? À, không không nghề nghiệp, không tài sản, không quá khứ, không có bất cứ một thứ gì hết. Đúng không ạ? Người vợ Nhặt xuất hiện trong một tình huống cực kỳ là éo le, nhưng mà cũng cực kỳ là bi hài. Chúng ta thấy rằng là trớ trêu thay, khi cái đói khiến cho bản thân con người ta bị dồn ép đến bước đường cùng, phải chấp nhận theo không về làm vợ của một người đàn ông dù mới chỉ gặp 2 lần. Phải không ạ? Lần đầu tiên gặp là khi mà anh cu chàng kéo xe thóc cho liên đoàn ấy, đi ngang qua thì đã hò một vài cái câu tầm phơ tầm phào để làm gì nhở? À, hò một vài câu tầm phơ tầm phào để cho gì? Cho bớt nhọc, cho công việc bớt vất vả. Hò như thế nào ạ? À, muốn ăn cơm trắng mấy giò, ra đây mà bày xe bò với anh. Ồ thế mà cô thị ra, cô ả ra đẩy thật. Bởi vì là được vài người bạn ấy, được vài người, tức là mấy cái cô ả kia cứ đẩy cái cô này ra. Thế là cô này ra đẩy xe bò cho anh ấy thật, đúng không? Lần thứ hai gặp lại, phải không ạ? Chúng ta thấy rằng là lần thứ hai gặp lại mà Kim Lân miêu tả về người đàn bà này đúng là mang cái gương mặt của một con ma đói, mang hình ảnh của một con ma đói. Các bạn lưu ý về cái dẫn chứng này giúp cho chị. Thị rách quá, áo quần tả tơi như tổ đỉa. Thị gầy sọp hẳn đi, trên khuôn mặt lưỡi cày xám xịt, chỉ còn thấy 2 con mắt. Được không ạ? Các bạn đã gạch chân được chưa nhở? Kem gạch chân giúp cho chị phần dẫn chứng sau. Thị rách quá, quần áo tả tơi như tổ đỉa. Thị gầy sọp hẳn đi, trên khuôn mặt lưỡi cày xám xịt, chỉ còn thấy 2 con mắt. Ok chưa? Nhá. Rồi tiếp tục nào. Chúng ta thấy rằng là hai cái lần gặp gỡ, nhưng mà cái lần gặp gỡ thứ hai này thì lại xuất hiện trong một cái bộ dạng mà cứ gây ám ảnh mãi trong tâm trí của người đọc, phải không? À, tay vân vê tả áo đã rách bợt, đúng không? Kim Lân không có tả nhiều, nhưng mà viết về những cái điều về người vợ Nhặt thì đã phần nào cho người đọc có thể hình dung được về cái diện mạo, cái dung mạo của người phụ nữ này rồi, đúng không ạ? Đến nỗi mà anh cu chàng còn không cả nhận ra nổi người phụ nữ này là người mà từng đẩy xe bò giúp cho mình, đúng không? Bây giờ trước mặt anh chỉ giống như là một cái hiện thân của con ma đói mà thôi. Và các em có biết không, cái đói khiến cho con người ta khổ quá. Và cũng chính cái đói khiến cho một người phụ nữ bị tha hóa về cả nhân hình và cả nhân tính nữa, đúng không ạ? Chứ không bị tha hóa về cả nhân hình, hình dạng bên ngoài, và còn cướp đi cả thiên tính nữ ở trong thị. Chúng ta thấy cái hành động của thị không ạ? Sầm sập chạy đến, rồi mắng xa xả vào mặt anh cu chàng. Rồi sao nhở? Khi anh cu chàng bảo là thì cứ ngồi xuống đây đã, đúng không? Thế xong mời thì ăn trầu, thì bảo là gì ạ? Ăn gì thì ăn chả ăn trầu, đúng không? Sau đó rồi sao? À, anh cu chàng vỗ vỗ vào túi mình và bảo rích bố cu, tức là khoe rất là nhiều tiền. Và cái hành động, cái cung cách ăn uống của thị như thế nào nhỉ các em nhỉ? À, bắt đầu thị ăn một chặp 4 bát bánh đúc, lao và ăn 4 bát bánh đúc, sau đó lấy đũa quạt quệt ngang miệng và bảo là gì? Hà, ngon, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là với một cái cung cách ăn uống mà không có một chút gì là thiên tính nữ ở đây cả, thì bây giờ xuất hiện trong cái tâm thức của người đọc với hình ảnh của một người con gái mà vừa đanh đá, vừa chao chát, vừa chanh chua, vừa chòng lòn, vừa trơ trẽn, lại còn vòi ăn một cách trắng trợn nữa. À, chúng ta thấy rằng là thế mới thấy trong cái hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Người ta bảo rằng là bởi vì người ta đói quá nên người ta không nghĩ được nhiều.
Và em cũng biết rồi đấy, đặt trong cái bối cảnh nạn đói năm 1945 như vậy thì rõ ràng là cái giá của nhân phẩm đắt hơn, cái giá của nhân phẩm rẻ hơn là cái giá của sự sống. Cái giá sự sống bây giờ đắt hơn cái giá của nhân phẩm. Nhân vật Thị cũng vậy, là hiện thân của một con ma đói đấy, nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ vì mong muốn là mình sẽ không chết. Thị đang nghĩ về cái sống và Thị sẵn sàng bỏ đi cái lòng tự trọng của mình. Đúng không ạ? Sẵn sàng bỏ đi lòng tự trọng của mình, sẵn sàng bỏ đi sĩ diện của mình, bởi vì chàng mong muốn, được, bởi vì Thị mong muốn là Thị có thể sống. Em thấy không? Cuộc đời, hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ tàn nhẫn với người phụ nữ như vậy đấy. Với người phụ nữ ở tuổi đôi mươi như vậy đấy. Chỉ với hai lần gặp gỡ thôi, vài ba câu đùa tầm phơ tầm phào thôi, bốn bát bánh lúc ngày đói thôi, thì đã trở thành vợ của chàng. Trời ơi, một câu chuyện tình yêu nó vừa méo mó, nó vừa bi hài, nó vừa cảm động. Được không ạ? Một cái câu chuyện mà đáng lẽ là một cái câu chuyện thiêng liêng trong cả cuộc đời người, thì bây giờ lại là một câu chuyện bi hài cười ra nước mắt. Thì bây giờ không còn trọng sĩ diện hay tự trọng gì cả. Bởi vì cái thứ đáng tôn thờ nhất là nhân cách thì Thị cũng không cần nữa. Thị liều lĩnh đến lạ lùng như vậy. Nhưng trong bối cảnh lúc bấy giờ như chị đã nói cực kỳ phù hợp. Đúng không ạ? Cái giá của nhân phẩm không quý bằng cái giá của sự sống. Và nhân vật Thị của chúng ta đã không một chút băn khoăn hay do dự khi theo chàng về làm vợ, chỉ với một lý do duy nhất là Thị cần phải thoát khỏi cái chết, cần được ăn và cần được sống. Chúng ta thấy rằng là xưa nay đối với bản thân của người phụ nữ ấy, thì cái việc cầu hôn này, cái việc lễ cưới xin này là một trong những cái cực kỳ là quan trọng, những cái lễ nghi cực kỳ là quan trọng và chúng ta coi trọng cái đấy lắm. Phải không ạ? Thị cũng vậy thôi, Thị cũng là một người mà coi trọng cái đấy. Thế nhưng mà chúng ta thấy ở đây không? Việc tỏ tình diễn ra một cách rất là thật và rất là trần trụi. Tôi cũng chợt nhớ tới cái cách tỏ tình của nhân vật Chi Phèo, được coi là con quỷ dữ của làng Vũ Đại, đã từng tỏ tình với Thị Nờ trong 5 ngày chung sống hạnh phúc cùng với nhau. Chi Phèo có bảo gì nhỉ? À, hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho nó vui. Đúng không? Chúng ta thấy rằng là một cái câu mà cực kỳ là đáng yêu, cực kỳ là thật. Đúng không ạ? Cực kỳ là thật thà. Và ở đây chúng ta cũng có một cái lời tỏ tình đáng yêu và ngây ngô như vậy. Người ta có thể tưởng tượng ra đó chỉ là một cái lời bông đùa thôi. Gì ạ? Này, nói đùa chứ. Có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi mình cùng về. À, thế mà Thị về thật các bạn ạ. Thị về thật. Chúng ta thấy rằng là đây là một cái câu chuyện mà là cái câu chuyện của con người ta vì đói mà lăn xả vào miếng ăn. Bây giờ miếng ăn đang trở thành khởi đầu cho một tình yêu, khởi đầu cho đại sự, cái câu chuyện đại sự của hai con người. Hạnh phúc trong hoàn cảnh đó, trong truyện ngắn này thật giản dị và đơn sơ. Thế nhưng nó cũng khiến cho người đọc không khỏi nhói lòng. Người ta đau xót lắm. Bởi vì số phận của con người bây giờ đang bị rẻ rúng, đặc biệt là số phận của người phụ nữ dưới xã hội cũ. Có bao giờ tình yêu cao đẹp mơ mộng của họ lại bị đánh gục bởi miếng ăn như vậy? Và cái sự tha thiết tìm được tình yêu như mong ước bây giờ không còn quan trọng bằng việc giữ được thân xác tàn tạ lê lết qua tháng ngày. Tuy nhiên, các bạn yêu quý, vượt lên trên tất cả cái gọi là chanh chua chao chát chòng lòn trơ trẽn vòi ăn một cách trắng trợn ấy, chúng ta vẫn thấy nhân vật Thị, nhân vật người vợ Nhật, vẫn giữ được cho mình một cái tâm hồn. Đó là một tâm hồn rất đẹp, một tâm hồn nhạy cảm với nội tâm phong phú, với vẻ đẹp khuất lấp có một sức sống vô cùng mãnh liệt. Phải không ạ? Chị sẽ nói lại với các bạn về cái phân chia diễn biến trình tự trong cái cảm xúc của nhân vật này. Chúng ta cũng có bốn cái trọng mà giống như là nhân vật anh cu chàng đấy, được không ạ? Đó là hai lần gặp gỡ, là trên đường về, là về nhà và là buổi sáng hôm sau. Ok không ạ? Thì chị và các bạn vừa với tìm hiểu về cái ở chợ như thế nào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về trên đường về thì Thị ra sao nhé. Rõ ràng là Thị bây giờ không phải là một người con gái củ bất củ bơ ở ngoài đường nữa rồi, phải không ạ? À, đúng, chính xác. Thị bây giờ là một người phụ nữ có chồng. Đúng không ạ?
có nhà, có cửa, có danh phận làm vợ. Và người ta bảo là cái danh phận làm vợ đấy tự nhiên như là trao cho thị một cái gì đấy nó nhiệm màu lắm, khiến cho người ta thay đổi. Và để rồi cho nhân vật thị của chúng mình ngay lập tức bộc lộ những cái thiên tính nữ. Anh chàng anh ấy rất là tâm lý. Trên đường đưa vợ về, có đưa vợ qua chợ mua một vài thứ con, đồ lặt vặt cần thiết để vào cái thúng, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là trên đường về ấy, tất cả những cái gọi là chanh chua, là chao chát, là chồng lòn, là trơ trẽn, là vò lát một cách trắng trợn thì đều đã biến mất. Mà thay thế vào đây chỉ là cái gì ạ? Là cái sự ngượng ngùng, bối rối. Khi mà chân nọ cứ bước xíu cả vào chân kia, bởi vì là nhìn thấy hàng xóm láng giềng người ta cứ ra người ta nhìn vào mình, đúng không? Người ta cứ đổ dồn ánh mắt nhìn vào mình thì bắt đầu là cái cô này bắt đầu là ngượng ngùng bối rối. À, rất là thiên tính nữ, đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy rằng đột nhiên thị trở nên kiệm lời và trầm tư. Không giống như lúc nãy khi mà chạy đến chợ thì lao sầm sập đến rồi mắng xối xả vào mặt con này người ta, phải không? Bây giờ thì lại rất là kiệm lời và trầm tư, đúng không ạ? Kim Lân không viết, Kim Lân không nói nhiều, nhưng mà người đọc cũng đủ cảm nhận được về một cái trận bão giông rất lớn đang dâng ngập ở trong lòng người phụ nữ này, đúng không ạ? Mặc cho anh cu chàng vui đùa tếu táo cùng bọn trẻ hay là nghiêm nghị cùng bọn trẻ thì chị vẫn cứ lặng im như vậy. Chúng ta thấy rằng là trong một cái hoàn cảnh như thế thì cũng chẳng biết nói gì. Nếu mà là thị thì cũng chẳng biết nói gì thật, đúng không? Người ta bảo là trong một cái giây phút quan trọng như vậy, trong một giây phút trọng đại như vậy, người con gái họ chỉ có mong mỏi một điều thôi, là hy vọng là sẽ có một vài người thân đưa mình về nhà chồng, có mẹ chồng đón, đứng đón, có vài ba mâm cỗ, có một bộ quần áo sạch sẽ, đúng không? Thế mà ở đây chúng ta thấy rằng là bốn bát bánh đúc trở thành lễ vật cầu hôn, cô dâu về nhà chồng với của hồi môn là vài thứ đồ con mà chồng mua cho ở ngoài chợ, cũng không có lấy một bộ quần áo sạch sẽ để mặc. Một đám cưới hoàn toàn không có gì, chưa thấy một lời chúc phúc nào cả, và cũng không có một vài mâm cỗ giống như là cái mong muốn của chúng ta. Một đám cưới thực sự là không có gì. Trong cái hoàn cảnh như vậy, ai mà không tủi hờn cho được, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng nhưng mà thị không để cho những cái cảm xúc của mình được bộc lộ ra ở bên ngoài. Thị nén lại trong lòng mình, để rồi từ từ bão giông sẽ qua đi và những bối rối cũng theo đó mà tan biến. Bây giờ thị là vợ của chàng. Tôi vẫn còn nhớ một cái đoạn mà đã bị cắt, bị lược đi ở trong cái chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân đấy. Đấy là trên cái đoạn đường về ấy, thì anh cu chàng anh có khoe với cả vợ là anh ấy mua 2 hào dầu rồi. Thế là cô thị này cô có nói một cái câu mà đúng là quả thực. Đây là một cái câu mà gọi là truyền thống, một cái câu gọi là túy ca của những người vợ cũng đúng, phải không ạ? Cô ấy có bảo là gì ạ? Hoang nó vừa chứ, đúng không ạ? Hoang nó vừa chứ. Một cái câu nói cụt lủn nhưng mà lại đủ đầy tất cả mọi thứ các em ạ. Chỉ là một câu nói nhát gừng thôi, một câu nói cụt lủn thôi, nhưng mà lại đủ đầy tất cả mọi thứ. Đủ đầy tình cảm này, đủ đầy trách nhiệm này, đủ đầy cảm xúc này. Một câu nói mà thực sự đủ đầy của một người phụ nữ mà bây giờ chàng đang gọi là vợ, đúng không ạ? Rất là quan tâm và bắt đầu lo lắng cho tài chính của chồng người đây, đúng không? Rồi, chúng ta thấy rằng là trên đường về đã bắt đầu bộc lộ những cái thiên tính nữ của mình. Đã bắt đầu bộc lộ ra những cái thiên tính nữ của mình rồi đây. Một cái sự bối rối, một cái sự bẽn lẽn, một cái phong thái rất là trầm tư và kiệm lời, không biết nói gì cho phải, đúng không ạ? Rồi khi về đến nhà thì sao nhỉ các bạn nhỉ? À, khi về đến nhà đây, chúng ta thấy rằng là thị, trước mắt thị bây giờ là gì ạ? À, là một căn nhà mà nằm rúm gió, phải không? Mọc lồm nhồm những cái bụi cỏ dại, đúng không ạ? Thị như thế nào, cảm xúc của thị lúc đấy, các em có thể đoán được cảm xúc của thị không ạ? À, có một chút thất vọng, phải không? Có một chút thất vọng. Thế nhưng thị lại rất là tinh tế khi mà nén cái tiếng thở dài đó vào trong. Bởi vì đối với người đàn ông ấy thì cái gọi là cái
Lòng tự trọng về gia cảnh nó cực kỳ là quan trọng. Chính vì vậy dẫu có thất vọng bao nhiêu thì người phụ nữ ấy cũng đã nén hết lại vào trong lòng của mình, được không ạ? Một cái hành động cực kỳ là tinh tế. Chúng ta thấy rằng rõ ràng là người đàn bà này, người phụ nữ này không phải là một người trao chắc chanh chua chồng lòn trơ trẽn, giống như cái cách mà chúng ta nghĩ về chị ấy ở trong cái thời điểm mà giữa cái nạn đói như vậy và ở trọ, đúng không ạ? Bây giờ tất cả mọi thứ dường như đang thay đổi rồi. Và chúng ta thấy rằng là khi mà vào nhà ấy, khi mà anh cu chàng nói vỗ vỗ và nói với nhân vật vợ Nhật là, và với vợ mình là đây đây, ngồi xuống đây này, cô vỗ xuống giường và bảo như thế, đúng không ạ? Thì thị có một cái tư thế ngồi, đó là gì nhỉ? Đó là ngồi mớm, đúng không ạ? Mớm ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thúng. À, chúng ta thấy rằng ngồi mớm là ngồi như thế nào các bạn? À đây rồi, ngồi mớm là một cái thế ngồi rất là trông chênh, không vững chắc, phải không ạ? Là một cái tư thế mà cũng thể hiện luôn cái tâm thế ở trong lòng lúc bấy giờ. Vậy thì tâm thế ở trong lòng lúc bấy giờ của thị là như thế nào? À, đó là cái sự mặc cảm, là cái sự trông chênh, là cái sự hụt hẫng, là cái sự lo lắng. Lo lắng một lát nữa mẹ về, mẹ có đồng ý mình hay không? Lo lắng rằng tương lai của mình phía trước sẽ như thế nào, đúng không ạ? Một cái tư thế đầy mặc cảm, nỗi buồn tủi đến giây phút này tự nhiên dâng ngập ở trong lòng người vợ Nhật, đúng không? Nhưng mà quả thực đây là một người phụ nữ mà chị tin rằng là Nhưng mà quả thực đây là một người phụ nữ mà chị tin rằng là sau này tất cả những cái sự chịu đựng ấy, những cái sự khoan dung ấy sẽ là những cái điều cực kỳ là lớn tồn tại ở trong người phụ nữ này. Bởi vì sao? Vì sao chị lại nói như vậy? Rõ ràng là buồn tủi như thế nhưng thị biết nén tất cả mọi thứ vào trong lòng của mình, đúng không ạ? Để không khóc vì thất vọng, vì hụt hẫng, đúng không nào? Cũng chính vì lý do đó mà tâm trạng của nhân vật này bây giờ đang cực kỳ là rối bời, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà mẹ chồng về thì sao? À, rất là biết cách giữ lễ độ, rất là lễ phép và cư xử cực kỳ là đúng mực, đúng không ạ? Không còn cái vẻ gì là trao chát chồng lòn, giống như là mấy lần gặp chàng ở ngoài tỉnh, ngoài chợ nữa, ở giống như mấy lần gặp chàng ở ngoài chợ nữa. À, người con gái này bây giờ đã trở thành một cô con dâu rất là phải phép, rất là hiền hậu, rất là tôn trọng mẹ chồng và tôn trọng chồng, phải không nào? À, chúng ta thấy rằng là đó là khi về nhà và khi được chấp nhận, khi được mẹ chấp nhận. Buổi sáng hôm sau thì sao các bạn nhỉ? À, chúng ta thấy rằng là buổi sáng hôm sau thì đã có một cái cú thay đổi đột ngột ở nhân vật này. Qua cái nhìn của nhân vật anh cu chàng là chồng của thị thì sáng hôm đó thì dậy sớm này, cùng với mẹ dọn dẹp quét tước. Anh cu chàng dậy mà nom thị hôm nay khác quá, rất là đúng hình ảnh của một người vợ, một người phụ nữ cực kỳ là đúng mực, đúng không bạn? Dậy rất là sớm cùng với mẹ dọn dẹp quét tước nhà cửa thật sạch sẽ, đúng không ạ? Để làm cho cái khung cảnh nó cũng sáng láng hơn. Bữa ăn đầu tiên khi về nhà chồng thì được mẹ chồng đãi một cái món, đó là món chè khoán ngon đáo để, phải không ạ? Thì cũng nén tất cả những cảm xúc của mình lại, mặc dù nhá, trước đây nhá, chúng ta thấy rằng hai con mắt của Thủy tối sầm lại. Thể hiện cái điều gì ạ các em? À, thể hiện cái sự thất vọng. Nhưng ngay sau đó thì chị điềm nhiên nhận bát chè khoán và ăn một và vào miệng một cách rất là ngon lành. Đó là cái một cái biểu hiện, một cái cung cách ăn uống mà biểu hiện rằng là à, bây giờ này, bản thân nhân vật cô vợ Nhật này này, bản thân nhân vật thị này đã chấp nhận cái hoàn cảnh của gia đình nhà chàng và nguyện cùng gánh vác với chàng, cùng với mẹ chồng, cùng với chồng mình và cùng với mẹ chồng mình. Cái đề minh họa vừa rồi thì có ra vào hai cái gọi là cung cách ăn uống của nhân vật thị đấy, thì các em cũng có để ý một chút đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là cái đề minh họa nó khá là dễ, chị cảm thấy nó khá là dễ, không có vấn đề gì quá phức tạp cả. Cái bài văn nghị luận văn học là khó nhất thì nó cũng đã dễ dàng hơn cho các em rất là nhiều rồi. Không biết là đề thi thật thì như thế nào, nhưng tạm thời là cái đề minh họa có thể giúp cho chúng ta yên tâm là cứ học thật là kỹ cái tác phẩm lớp 12 trước, phải không nào? Thật ra suy cho cùng thì cái đề đấy cũng chỉ là phân tích cái diễn biến tâm trạng của nhân vật người vợ Nhật thôi, được không ạ? Để thấy được cái sự khác biệt rằng là ở chợ thì trao chắc chanh chua chòm lòn như vậy, đúng không? Nhưng mà sau khi nhận
cái khi mà đã trở thành vợ thì có cái sự thay đổi như thế nào, thì đấy là cái quan trọng nhất mà các em cần phải làm sáng tỏ. Nếu như mà các bạn vẫn tò mò thì có thể xem trang cá nhân của chị, bởi vì chị đã phát trực tiếp vào chữa đề minh họa rồi nhá. Ok chưa nào? Tiếp tục này, chị đang nói về hình ảnh của nhân vật Thị ở buổi sáng hôm sau, đúng không nào? Dậy sớm để dọn dẹp, để quét tước, để giặt giũ, và bây giờ đã trở thành một người vợ đúng mực, một cô con dâu hiếu thảo, bắt đầu biết lo lắng và vun vén cho gia đình, đúng không? Thị bây giờ đã sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng san sẻ những vất vả cùng với chồng và mẹ chồng. Và chúng ta thấy rằng là có một cái hình ảnh rất rất là đặc biệt. Chính nhân vật Thị cũng chính là nhân vật mà khai sáng cho nhân vật Tràng về hình ảnh đoàn người đi phá kho thóc, về khi mà nghe thấy cái tiếng trống thúc thuế, đúng không nào, về Việt Minh, để rồi từ đó tác động đến suy nghĩ của chồng mình, suy nghĩ của nhân vật anh cu Tràng, và đưa ra cho người đọc những cái hứa hẹn về một cái cuộc sống tốt đẹp hơn khi mà những người dân lao động họ bắt đầu giác ngộ cách mạng. Ok chưa các em? Rồi, đấy là buổi sáng hôm sau nhá. Chúng ta thấy rằng là rõ ràng là hình ảnh người vợ nhặt từ ở chợ cho đến buổi sáng hôm sau đã có một cái sự thay đổi cực kỳ là đột ngột. Và cái tiến trình từ ở chợ cho đến buổi sáng hôm sau này này là một cái tiến trình, tôi có thể gọi là một tiến trình cực kỳ là hạnh phúc, đúng không ạ? Cái hạnh phúc mà Thị có bây giờ là hạnh phúc có thực, đúng không ạ? Không phải là hạnh phúc ảo, không phải là cái hạnh phúc mơ mới có được nữa, mà bây giờ chính xác là hạnh phúc có thực. Một cái cuộc hôn nhân cực kỳ méo mó và bi hài. Một cái cuộc hôn nhân mà người ta có thể cười, nhưng là cười ra nước mắt. Người ta vui cho niềm vui của Thị, của anh cu Tràng, nhưng người ta cũng lo lắng cho những con người ấy rồi sau này sẽ neo đậu vào nhau như thế nào để tiếp tục ở trong cái cuộc sống đầy gian khổ như vậy, đầy khó khăn và thiếu thốn như vậy, đúng không nào? Chúng ta cũng thấy được từ nhân vật Thị, chúng ta rút ra được vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong cái giai đoạn trước cách mạng. Mang trong mình cái vẻ ngoài mạnh mẽ như vậy thôi, nhưng suy cho cùng bên trong là một cái sự nhạy cảm, đúng không ạ? Là một cái sự đúng mực, là một cái sự thiên tính nữ. Mà cuối cùng trong cái hành trình từ ở chợ đến buổi sáng hôm sau thì thiên tính nữ đã thực sự trở về cùng với nhân vật này. Đây cũng là nhân vật, một trong những nhân vật tiêu biểu cho biểu tượng vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam trước cách mạng. Ok chưa ạ? Và đó cũng là một hình ảnh một người phụ nữ với cái hình hài rất khốn khổ, tội nghiệp, thế nhưng trong tâm hồn lại ẩn chứa cái sự nhạy cảm tinh tế, sức sống tiềm tàng, mãnh liệt và khát vọng hạnh phúc, sâu rằng là đang ở bên bờ vực của cái chết và sự sống. Được chưa nào? Nhá. Các bạn yêu quý, đó là về nhân vật vợ nhặt. Ok không ạ? Đó là về nhân vật vợ nhặt nhá. Thì các em sẽ lưu ý giúp cho chị về nhân vật này. Chị cũng đã trình bày trên đây hết rồi. Vừa rồi thì miệt mài nói, nó hăng say lắm, viết hăng say lắm, nhưng mà chẳng hiểu tại sao mà clip nó không lưu. Nên là một tiếng của chị là xuống sông xuống bể luôn. Mà cái cảm giác mà nó hơi bị ức chế một chút đấy. Nhưng mà cũng không trách ai được cả. Đấy là do chị thôi, phải không? Là do chị thôi. Rồi, các em yêu quý, đây là hình ảnh người vợ nhặt. Ok chưa ạ? Các bạn lưu ý giúp cho chị nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một nhân vật tiếp theo. Đó là nhân vật bà cụ Tứ, được không ạ? Chúng ta thấy rằng là nhà thơ Chế Lan Viên thì đã từng viết trong thi phẩm của mình: con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Có thể thấy rằng là tình mẫu tử là một trong những cái điều vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng mà chúng ta may mắn có được ở trong cuộc sống này. Khi mà có một người phụ nữ yêu thương chúng ta vô điều kiện, cho chúng ta tình yêu thương vô điều kiện, mọi thứ vô điều kiện, đúng không ạ? Thì ở trong đây, Kim Ngân cũng đã rất thành công khi xây dựng về hình tượng của một người mẹ rất hiền từ, vị tha và yêu con hết lòng. Đó chính là bà cụ Tứ. Đây cũng là nhân vật để lại rất là nhiều những cái ấn tượng sâu đậm ở trong lòng độc giả, được không ạ? Bà cụ Tứ xuất hiện ở phần cuối truyện, không phải là cả bốn phân đoạn giống như nhân vật người vợ nhặt hay là Tràng, mà bà cụ Tứ chỉ xuất hiện ở phần cuối truyện thôi, với một cái dáng hình như thế nào nhỉ? À, với một cái dáng hình lọng khọng và một cái tiếng ho húng hắng, đúng không ạ? Đây là một người phụ nữ mà những cái âm thanh tính toán lầm bầm trong miệng một mình nữa,
Đó là hình ảnh của một người phụ nữ, một người mẹ già mà cả cuộc đời của mình lam lũ vất vả, dằng dặc là những âu lo và bất hạnh, những mất mát, những cơ cực. Đúng không ạ? Biết bao nhiêu là bão tố cứ đổ ập lên đôi vai nhỏ bé của bà. Nuôi con một mình trong gia cảnh túng quẫn bần hàn như vậy, người mẹ này đã phải cố gắng biết bao nhiêu. Nhưng rồi, bất hạnh này đến bất hạnh khác cứ tiếp tục đổ ập xuống, khiến cho người mẹ này như thế nào ạ? Khiến nào thì chồng chết, nào thì con chết, rồi thì hai mẹ con lưu lạc đến xóm ngụ cư. Bà sống cùng con trai trong một căn nhà tồi tàn và rách nát. Đối với bà cụ Tứ, việc con trai của mình đột nhiên có vợ thực sự là một việc vô cùng bất ngờ. Đó là lý do tại sao mà bà rất là ngạc nhiên. Và bà cũng suy nghĩ thắc mắc là băn khoăn rất là nhiều. Quái lạ, sao lại có người đàn bà nào trong trong đó nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con trai mình thế kia? Sao lại chào mình bằng u? Là thế nào nhỉ? À, bao nhiêu những cái băn khoăn, những cái thắc mắc, những cái suy nghĩ. Ban đầu thì không tin, bởi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả. Đến khi hiểu rồi thì tự nhiên ở trong lòng người mẹ này lại dấy lên biết bao nhiêu là những nỗi niềm. Đúng không ạ? Đó là những nỗi niềm xót xa, đó là sự thương cảm cho con mình và cho người phụ nữ kia, cho người đàn bà kia, cho cô con dâu của mình. Phải không ạ? Bà không thể tin thời buổi loạn lạc nghèo khổ này với gia cảnh như thế này, con trai bà lại còn có được cơ hội để lấy vợ. Bao nhiêu câu hỏi chính là bấy nhiêu sự ngạc nhiên của bà. Đến khi hỏi ra mọi chuyện thì biết bao nhiêu những cái nỗi niềm lại dâng lên là sự tủi hờn, là những cái cảm xúc vừa mừng vừa lo. Đúng không ạ? Vừa vui vừa buồn. Bà lão cúi đầu nín lặng, lòng người mẹ nghèo ấy vừa hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự vừa ai oán vừa xót xa. Xót xa cho số kiếp của con mình, nhưng cũng xót xa cho số kiếp của người con dâu ngày đầu về nhà chồng. Trước hạnh phúc của con, người mẹ già trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu là những cảm xúc khác nhau, vừa mừng vừa lo, vừa hờn tủi vừa hy vọng. Người đàn bà kia, bà nghĩ về cuộc đời bất hạnh của mình, giây phút ấy dường như là giây phút bà cảm thấy thật đỗi xót xa. Hạnh phúc của con trai cũng đủ để khiến cho gương mặt hốc hác của người mẹ già bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên. Thế nhưng mà sau hạnh phúc ấy là sự buồn tủi. Bà nghĩ rằng người ta dựng vợ gả chồng cho con cái mình là trong cái thời gia đình mình ăn lên làm nổi. Thôi thì bổn phận bà làm mẹ cũng đã không lo được gì cho con. Bà cũng nghĩ rằng là người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này, người ta mới lấy con mình mà con mình cũng mới lấy được vợ. Biết bao nhiêu những suy nghĩ đã tự an ủi và trấn an mình, nhưng biết bao nhiêu âu lo của lòng người mẹ vẫn cứ canh cánh như vậy. Những trăn trở ấy chính là căn nguyên để bắt đầu tình thương của người mẹ dành cho mình. Được không ạ? À? Cho con của mình. Biết chúng nó có nuôi nổi nhau sống được qua cơn đói khát này không? Nhưng rồi, sau tất cả thì người mẹ ấy đã chấp nhận. Đúng không ạ? À? Người mẹ hiền từ ấy đã chấp nhận mọi chuyện. Bà là một người rất là coi trọng lễ nghĩa. Bà nói rằng là giá mà có dăm ba mâm gì thì mới phải. Nhưng bây giờ trong cái giai đoạn này thì không có. Đúng không ạ? À? Một cái lời mà cực kỳ là gần gũi và đặc biệt là với cái cách sử dụng từ ngữ rất là hay, rất là đậm chất Bắc Bộ của Kim Đân. Ừ thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng. Rồi, chúng ta thấy không ạ? Chúng ta thấy rằng là sau tất cả thì tấm lòng của người mẹ nhân hậu vẫn luôn mở rộng cho những đứa con của mình như vậy. Một cái lời nói giản dị và chân chất của một người mẹ hiền chính là minh chứng cho sự bằng lòng của mẹ với hôn sự của con. Chúng ta thấy rằng là rất là thương con, rất là thương nàng dâu mới, không hề khinh bỉ, không có một cái thái độ gì là rẻ mạt, đúng không ạ? Mà cực kỳ là tôn trọng, cực kỳ là tôn trọng người phụ nữ này, con dâu của mình, đúng không? Chúng ta thấy rằng là bà cũng đã nghĩ đến cái việc là có dăm ba mâm cho phải lễ. Trân trọng lễ nghi ở đây cũng chính là trân trọng nàng dâu mới bằng tất cả sự khoan dung của một người mẹ. Đúng không nào? Viết về bà cụ Tứ, Kim Đân đặc biệt coi trọng khi miêu tả về những giọt nước mắt của người mẹ. Bởi vì người ta bảo người già thì nước mắt, đúng không ạ? Người già thì nước mắt chân quý như châu như ngọc. Những giọt nước mắt rất cảm động,
rất hạnh phúc, của người mẹ nghèo, khóc vì ngạc nhiên, khóc vì hạnh phúc, khóc vì lo lắng cho tương lai của những đứa con của mình. Một đời bà khổ và lẽ dĩ nhiên bà không muốn con trai mình và con dâu mình tiếp tục đi vào cái vết xe đổ của bà, nối tiếp cái khổ của bà, đúng không ạ? Trong cái không gian ảm đạm của cái tối và sặc mùi chết chóc, bà cụ Tứ chính là ánh lửa ấm áp thắp lên chan chứa yêu thương. Bà tự tay chuẩn bị bữa cơm đầu tiên ở buổi sáng hôm sau, phải không ạ? À, ngủ dậy rồi dọn dẹp cùng với nàng dâu này, chỉnh chu cho gia đình này, đúng không ạ? Tự tay chuẩn bị bữa cơm lại mặt. Và có một cái món ăn rất là đặc biệt, đó là món chè khoám. Gọi là đã gọi như vậy thôi, nhưng thật ra là món cháo cám, phải không ạ? Ở trong bữa ăn ngày đói thì chính bà cụ Tứ cũng chính là nhân vật, chính là người mà kể những câu chuyện vui, nói về tương lai, về hy vọng, về mong mỏi, phải không? Và chính bà cụ Tứ là người nhen lên những ngọn lửa gia đình, phải không ạ? Cả cuộc đời của mình yêu thương con tần tảo, dẫu khổ bao nhiêu thì vẫn chăm sóc cho con của mình. Và là một người phụ nữ cực kỳ là thấu hiểu, là một người mẹ cực kỳ là thấu hiểu, cực kỳ là đồng cảm, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là à, nhân vật bà cụ Tứ ở đây là nhân vật thể hiện sự lạc quan và niềm tin yêu vào cuộc đời. Đây là một trong những cái điểm sáng, là một trong những cái nhân vật mà Kim Lân rất mong muốn được thể hiện ở trong tác phẩm của mình. Mặc dù sống trong khổ đau và bất hạnh, nhưng vẫn luôn hướng mình về ánh sáng, về sự lạc quan và tin tưởng vào hạnh phúc, rằng là hạnh phúc trong cuộc đời nhất định sẽ tới, được không nào? À, các bạn yêu quý, chị vừa cùng với các em đi tìm hiểu về hai nhân vật còn lại ở trong tác phẩm mà ở trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân rồi, phải không ạ? Chị hy vọng là ở trong cái tác phẩm này thì chị nói với các em rồi đấy, quan trọng nhất là tình huống chuyện, sau đó là nhân vật. Ở trong nhân vật thì chúng ta có ba nhân vật, là anh cu chàng, người vợ Nhật và bà cụ Tứ. Thì nhân vật anh cu chàng và nhân vật người vợ Nhật là quan trọng hơn cả. Thì các em đã có cái thời gian để học rồi thì các bạn sẽ học thật là kỹ càng cho chị nhá. Bởi vì trong cái giai đoạn này thì kiến thức nền thực sự rất là quan trọng. Ok không ạ? Rất là quan trọng. Đây là một trong cái những cái thời điểm mà rất là quan trọng. Nên là các em cố gắng trau dồi kiến thức nền, sau này chúng ta làm đề sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, được không nào? Ngày hôm nay học xong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, thêm một lần nữa chị muốn chia sẻ với các bạn nhỏ của chị rằng là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này có lẽ chính là tình yêu. Đó là lý do tại sao mà bản thân nhà thơ Xuân Diệu lại viết là làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Chị tin rằng là tình yêu sẽ đem đến cho con người ta những cái cung bậc cảm xúc cực kỳ là tuyệt vời, và giúp cho con người ta cảm thấy rằng cuộc đời này có ý nghĩa và giá trị hơn bao giờ hết. Ok không ạ? Chị nghĩ rằng là sẽ có những cái lúc mà các em sẽ vấp ngã, hoặc là các em dành tình yêu, tình cảm cho một ai đó nhưng lại không nhận được sự đáp trả, thì cũng không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là chúng ta có thể tin yêu vào cuộc sống này. Tình yêu ở đây không cứ gì phải là tình yêu đôi lứa, đúng không ạ? Tình yêu ở đây có thể là tình mẫu tử, giống như là bà cụ Tứ dành cho đứa con của mình, để chúng ta trân trọng tất cả những cái gì mà chúng ta có trong cuộc đời này. Những lúc nào cảm thấy cuộc đời bế tắc quá, mệt mỏi quá, hãy nhớ về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân bằng một trái tim sâu sắc nhất, để chúng ta thấy rằng là giữa cái đói, cái khổ, cái chết đe dọa đến mức như vậy, sự ranh giới giữa cái sự sống và cái chết mong manh như vậy, người ta vẫn còn nương tựa vào nhau, neo đậu vào nhau để tìm ra hy vọng và ánh sáng ở trong cuộc đời này. Thì chẳng có lý do gì mà các bạn nhỏ của chị ở trong thời đại bây giờ mới chỉ vì một chút nỗi buồn mà đã để cho bản thân của mình buông thả, không ạ? Chị muốn rằng là các em sẽ luôn luôn tự tin và mạnh mẽ. Chị muốn một điều rằng là các em sẽ cảm thấy mình thật là hạnh phúc vì có được cuộc sống này, và cần phải trân quý cuộc sống, cuộc đời này. Vì chẳng có gì đẹp ở trên đời hơn thế cả. Người với người sống để yêu nhau mà. Và dù cho như thế nào thì hãy tha thứ cho người khác các em nhé. Chị tin rằng là các bạn nhỏ của chị sẽ tìm được cái sự lạc quan ở trong cuộc sống thôi. Và chúc cho các em sẽ luôn luôn như bây giờ, luôn luôn yêu đời, luôn luôn cố gắng, luôn luôn có những cái tháng ngày thật sự là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Và quan trọng nhất là có thể đỗ được đại học. Chỉ là đại học không xa đâu, sắp tới rồi, nên hãy cố gắng lên một chút nhá. Và hãy nhớ về câu chuyện cổ tích tình yêu này, với cái ấn tượng mà Nguyễn Khải đã nhận xét là gì ạ?
Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ hy sinh. Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới đó. Đó là cái lời nhận định mà Nguyễn Khải đã viết ở trong cái tác phẩm Mùa Lạc của mình. Nguyễn Khải đã viết, Nguyễn Khải là cái tác giả, là tác giả mà rất là nổi tiếng với tác phẩm Mùa Lạc, các em có thể tìm hiểu nhé. Và quan trọng nhất là hãy hướng về phía mặt trời để bóng tối sẽ ngả lại sau lưng. Và hãy nhớ một điều là ở trong cái cảnh túng đói quay quắt như vậy, những người dân lao động ở xóm ngụ cư, họ nghĩ về cái gì ạ? À? Họ nghĩ về sự sống, họ không nghĩ về cái chết nhá. Ok, hãy luôn luôn lạc quan, tự tin, yêu đời và hy vọng. Chỉ nghĩ rằng tất cả mọi ước mơ của các em sẽ trở thành hiện thực thôi. Ok chưa nào? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ dừng tác phẩm này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi tiếp theo với một cái tác phẩm mới. Hãy nghiêm chỉnh làm bài tập, bởi vì kết thúc tác phẩm này rồi. Hãy làm bài tập đi, sau đó up lên Drive để chị có thể sửa cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở trong những cái bài học tiếp theo. Và chúc cho các bạn thì một lát nữa sẽ ngủ thật là ngon nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Ok, tạm biệt.